Thanh Trung Nguyên hôm nay giới thiệu đến quý các bạn cây thị hàng thoát thân, chiều cao từ 3 đến 4 mét. Thời điểm up video này là vào tháng 7 dương lịch, cây đang sai quả. Hàng có sẵn và rất nhiều nhé. Có cả hàng thoát thân và hàng bụi. Hàng bụi thì giá sẽ rẻ hơn. Hàng thoát thân như video này đang quay là cao từ 3 đến 4 mét. Có thể trồng hồ cá koi, sân vườn, biệt thự, cảnh quan